Trí huệ bát nhã là vốn có trong tự tánh, không phải có từ bên ngoài. Cho nên ở trước chúng tôi đã giảng qua, nếu thật sự tin tưởng nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu, thì quý vị ắt sẽ đắc tam muội, quý vị sẽ khai ngộ. Quý vị phải tu tâm, phải có lý giải như vậy. Vì sao người ta có thiện căn, có phước đức? Bởi họ tin tưởng, bởi họ không hoài nghi. Mỗi ngày họ chỉ tụng một loại kinh, tức là kinh Vô Lượng Thọ mà thôi. Hằng ngày chúng ta tụng kinh này, suốt đời cũng tụng kinh này, tuyệt đối không được đổi bộ kinh khác. Đó là nhất môn thâm nhập. Nếu quý vị hạ quyết tâm làm 10 năm như vậy, thì quý vị sẽ thấy sau 10 năm quý vị là người như thế nào. Khi đó quý vị không còn là phàm phu nữa. Chắc chắn vượt lên phàm phu. Nhưng nếu quý vị không tin tưởng, quý vị vẫn còn nhiều lòng tham, cái này cũng muốn học, cái kia cũng muốn học, thì quý vị đã tự hủy hoại chính mình. 10 năm của quý vị trôi qua vô ích. 10 năm học được điều gì? Chỉ là học một số kiến thức, tri kiến nông cạn mà thôi. Ngày nay chúng ta gọi là tri thức, không phải trí huệ. Những thứ quý vị học là tri thức. Trong tri thức có tham sân si mạn nghi, làm chướng ngại trí huệ, làm chướng ngại phước đức của quý vị. Tướng hảo phước đức trí huệ trong tự tánh của quý vị không thể hiện tiền. Đây chính là trong giáo lý đại thừa Phật thường than thở: đáng thương cho chúng sanh, thật đáng thương, họ đã đi sai đường rồi. Nếu họ thật sự nhất môn thâm nhập được, thì 10 năm như vậy họ sẽ thành tựu tuyệt vời rồi. Mười năm có thể chứng quả, tiểu thừa thì có thể chứng quả Tu Đà Hoàng, đại thừa thì có thể chứng sơ tính, nhị tính, thậm chí có thể chứng đến Bồ Tát Tam Tính. Cơ hội ở ngay trước mặt, gọi là để tuột mất nó trong tầm tay. Lời dạy của Phật Bồ Tát ai chịu tin, ai chịu nghe? Ở đây đã nói tiêu chuẩn của tâm thanh tịnh: tận thuyết tham sân si mạn nghi. Chúng ta buông bỏ hết nhiễm ô thì tâm thanh tịnh hiện tiền. Tâm thanh tịnh hiện tiền tức là thành tựu tam minh. Nếu lục thông không hiện tiền, chứng tỏ chúng ta chưa chứng được tâm thanh tịnh. Quý vị còn bị nhiễm ô.
Tiêu chuẩn là ở đây. Những thứ làm hại con người, làm cho chúng ta đời đời kiếp kiếp sống cuộc sống khổ sở như thế này, không phải do người khác, mà là do chính tham sân si của mình tạo ra. Cố Thập Phương Phật Tán Phẩm viết: đại trí năng pháp nhất niệm tịnh tính, tùy thuận giai sanh giả. Nhất niệm tịnh tính, được điểm này rất khó. Vì sao vậy? Bởi nhất niệm tịnh tính chính là nhất niệm chân tính. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta đều dùng vọng tâm. Chưa bao giờ biết chính mình cũng có chân tâm. Quý vị nên nhớ, chân tâm chưa bao giờ bị mất đi, mà là trong chân tâm bị tham sân si mạn nghi xen tạp. Những thứ này đã phá hoại đức dụng chân tâm của chúng ta. Đào thải đi những thứ xen tạp này thì đức dụng chân tâm của chúng ta sẽ hiện tiền. Đạo lý này quý vị chẳng thể không biết. Cho nên quý vị chẳng thể không buông bỏ nó. Không buông bỏ thì suốt đời này của quý vị không thể vãng sanh, vẫn tiếp tục trôi lăn trong luân hồi sanh tử. Trôi lăn trong luân hồi, nhất định phải nhớ là chắc chắn đọa vào ba đường ác. Vì sao vậy? Bởi quý vị tạo nghiệp ba đường ác. Sát sanh, trộm cắp, tà dâm là nghiệp ba đường ác. Dù cố tình hay vô ý sát hại chúng sanh, cho nên nhất niệm thanh tịnh tâm chính là trong nhất niệm không có tham sân si mạn nghi. Đây gọi là nhất niệm thanh tịnh tâm. Tùy nguyện giai sanh, quý vị có nguyện cầu sanh tịnh độ, có nguyện thân cận Phật A Di Đà, thì quý vị nhất định được vãng sanh.
đã phát. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.